Vào tối ngày 29 tháng 8, những trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giải bóng đá FC League Champions Sports Cup lần thứ 3 năm 2019 đã chính thức được diễn ra với 3 cặp đấu hấp dẫn, kịch tính và không kém phần căng thẳng. Ở cặp đấu đầu tiên tại vòng 5, Nam Trung Việt và Vietstar đã tạo nên một trong những trận đấu hay nhất của giai đoạn lượt đi, cùng với đó là một kịch bản vô cùng khó tin. Nam Trung Việt FC dẫn trước đối phương 3-0 ngay sau 10 phút đầu tiên của hiệp 1 và kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0 trước Vietstar. Và dĩ nhiên, thất bại này không chỉ khiến cho Nam Trung Việt mất đi chiếc vô địch lượt đi mà còn mất luôn vị trí thứ hai vào tay của Thành Long FC khi mà đội bóng này đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Đông Tây FC ở trận đấu ngay sau đó. Còn trong trận đấu cuối cùng, Liên Hiệp dù gặp đôi chút khó khăn trước đối thủ Việt Dream FC nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ có được 3 điểm với sự tỏa sáng của các ngôi sao trong đội hình. Để qua đó, vô địch giai đoạn lượt đi giải bóng đá FC League Champions Sport Cup lần thứ 3 năm 2019 với 12 điểm sau 5 lượt trận. Và dưới đây là bảng xếp hạng của 5 vòng đấu đá quà. Giai đoạn lượt về của FC League Champions Sport Cup lần thứ 3 năm 2019 sẽ được khởi tranh vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 tại sân bóng đá Trèo Lửa SCSC.